Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình xin được hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể lấy lại được cái mã QR này và cài lại chiếc camera này nếu camera của bạn bị mất mã QR do camera lắp ngoài trời bị mưa, gió, nắng mưa nó bay mất cái mã QR này rồi, hoặc là do quá trình lắp đặt cái mã QR này nó bị cào xé và không thể quét vào điện thoại của bạn để cài đặt chiếc camera nữa. Thì trong video này mình xin hướng dẫn cách để mình có thể cài lại chiếc camera khi mà các bạn đã vô tình làm mất mã QR này rồi. Và video này chỉ áp dụng cho những dòng camera EZBit và có cổng LAN đằng sau của camera các bạn nhé. Camera có cổng LAN, camera ngoài trời hoặc camera trong nhà có cổng LAN thì mới áp dụng làm theo video này được. Và nếu các bạn chịu khó xem và làm theo từng bước theo video này, mình cam kết rằng video này không những các bạn có thể sửa được chiếc camera của mình, cài đặt được chiếc camera của mình, mà nó còn có thể giúp bạn kiếm tiền từ việc thao tác và làm thuần thục video này các bạn nhé. Thì để đầu tiên, nếu cần để làm được video này thì mình cần có những gì? Một là một chiếc máy tính, hai là một chiếc camera có cổng LAN, và ba là dây mạng LAN các bạn nhé. Dây mạng LAN này các bạn có thể bấm hoặc là ra mua ở ngoài thợ, ngoài quán nhiều lắm. Một đầu các bạn cắm vào cổng camera, ok, như thế này. Và một đầu mình phải cắm vào cổng wifi các bạn nhé. Cổng wifi đấy phải đảm bảo rằng nó được phát cho máy tính và camera. Wifi đấy và máy tính và camera sẽ là cùng một bộ các bạn nhé. Nếu bạn lắp cái camera này vào một cổng wifi khác không phải có bộ định tuyến cùng với bộ định tuyến của máy tính này thì sẽ không thao tác được các bạn nhé. Camera và máy tính sẽ cùng một wifi. Ok, và bây giờ mình xin bắt đầu video nhé. Các bạn hãy cố gắng làm theo video này. Ok. Và bây giờ ở trên máy tính các bạn hãy làm theo như mình nhé. Video này các bạn hãy cố gắng làm từ từ theo video theo mình từng bước một thì nó mới dễ dàng được. Chứ nếu không là các bạn sẽ gặp vấn đề đấy. Và đầu tiên ở trên máy tính các bạn cần cài hai phần mềm giúp mình. Một là phần mềm Sharptool, các bạn nhìn thấy này, Sharptool. Và hai là IVMS 4200. Thì hai phần mềm này mình lấy ở đâu thì mình đã chuẩn bị hết cho các bạn rồi. Các bạn hãy vào Google Chrome và sau đó các bạn hãy vào trang conmatthuba.com giúp mình nhé. Đó, ở trên đó thì mình đã đặt hết hai phần mềm này, đã tìm kiếm đảm bảo cho bạn hai phần mềm này rất là an toàn và không dính virus. Để tải về thì chắc chắn là các bạn biết rồi, biết cách cài đặt rồi. Ở đây mình chỉ hướng dẫn để cho các bạn biết là mình nên tìm cái phần mềm đấy ở đâu thôi. Các bạn hãy kéo xuống giúp mình nhé. Đấy, kéo xuống tận cuối cùng ạ. Đó, kéo đến cuối cùng các bạn có thể nhìn thấy cái chữ, cái hình logo thương hiệu con mắt thứ 3.com của mình này. Các bạn hãy ấn vào đó. Hãy đóng cái này lại, cái này là quảng cáo thôi, không quan trọng, đóng lại. Ở đây mình đã đặt rõ ràng to tướng hai cái phần mềm Sharptool và IVMS 4200 rồi. Các bạn hãy ấn vào đây thì nó sẽ ra phần download thôi. Sharptool này ấn phát ra download, các bạn download luôn. Còn IVMS thì ở đây nó sẽ có 3 phiên bản cho các bạn lựa chọn đây. Đó, dành cho Mac, máy tính với máy chấm công đó. Thì các bạn hãy tải luôn cho mình cái phần mềm đầu tiên nhé. Đây là IVMS 4200 V3814E. Các bạn nhé. Bên này AC là không phải này, bên này là Mac không phải này. Mac là dùng cho máy tính Mac, nếu các bạn nào dùng Mac thì các bạn dùng. Còn không thì máy tính bình thường các bạn hãy IVMS bình thường. Ok. Khi tải xong, cài đặt xong thì nó sẽ hiện lên phần mềm Sharptool và phần mềm IVMS. Thì đầu tiên các bạn hãy vào phần Sharptool giúp mình nhé. Đấy, ở đây có những camera nào đang được kết nối với mạng Wi-Fi thì nó sẽ hiện lên như này. Đây, con C6N đây, chưa active, các bạn hãy ấn vào đây để active cho nó nhé. Các bạn hãy ấn vào cái ô vuông này các bạn này. Đấy, cái hình ô vuông nhé. Đó, nó sẽ hiện lên ở bên này là new password và coffin password. Thì ở đây thì các bạn cứ ấn cho mình chữ A đầu tiên viết hoa. Xong rồi chữ B viết thường, A, B, C, D, chữ A đầu tiên viết hoa, chữ B, C, D viết thường, 1, 2, 3, 4. Cứ làm như này các bạn nhé, mật khẩu này không quan trọng lắm đâu, thế nên là các bạn cứ làm như này cho mình. A đầu tiên viết hoa này, B, C, D viết thường này, 1, 2, 3, 4 này. Đó, ấn active.
Ok, như vậy là mình đã active được con camera này rồi. Và bây giờ ở ngoài mình sẽ cài đặt cho nó. Và phần mềm này các bạn có thể cho nhỏ xuống này. Sau đó vào IPMS 4200 này. Đó, phần mềm này nó khá là nặng các bạn. Phần mềm này để cài đặt chuyên sâu nó khá là nặng. Bật ra nó cũng mất một thời gian nó mới hiện. Và tải nó cũng khá là lâu các bạn nhé. Và sau khi nó lên thì các bạn có thể để ý đây này, có thể là khi các bạn bật lên nó không lên cái giao diện như này thì các bạn hãy ấn vào hình ô vuông này nhé, đấy cái hình ô vuông đỏ đỏ trên góc trên màn hình đấy các bạn ạ. Ok, cái hình ô vuông này nhé, đấy sau khi các bạn ấn vào hình ô vuông này thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như này, thì các bạn hãy chọn cho mình cái phần Device Manager ngay trên cùng đấy các bạn nhé, nhớ Device Manager. Đó, sau khi ấn vào Device Manager, các bạn hãy ấn vào chữ Online này. Online Device để nó tìm những camera đang online. Thì đây, camera đang online khá là nhiều đây. Đấy, con mình đang chỉnh là con C6N, nó đã hiện tên ở đây. C6N rồi các bạn nhé. Đó, sau khi hiện tên, các bạn hãy ấn, hãy tích vào cái ô vuông này và chọn Add lên. Đấy, ở trên này nó sẽ cho mình điền tên này, tên của chiếc camera này là gì? C6N đi. Tên gì cũng được, không quan trọng các bạn. Uname, uname các bạn hãy ấn mình admin. ADMIN. Ok, password. Password các bạn hãy viết cho mình ABCD 1 2 3 4 5 6 như vừa nãy ạ. Chữ A đầu tiên viết hoa. 1 2 3 4 ABCD 1 2 4. Sau đó các bạn ấn up lên. Đó, sau khi on lên các bạn đã thấy rằng nó đã online rồi này. Đấy, sau khi online các bạn hãy ấn vào hình cài đặt hộ mình nhé. Đó, và trong phần này các bạn hãy chọn mình phần System Manager đây. Đấy các bạn nhé, System. Các bạn cứ để ý chữ đầu tiên là System Manager. Đó, các bạn hãy ấn vào đó. Và ở trong phần này các bạn hãy chọn cho mình phần Export Configuration File. Ấn vào đó. Sau đó nó sẽ xuất file cho bạn. Ở đây các bạn hãy chọn phần Desktop để nó xuất file lên Desktop lên màn hình chính nhé. Và mình sẽ đặt tên file là ABCD1234 đi, chữ A đầu tiên viết hoa. Đó. Sau ấn Save. Đó, cái phần mềm ABCD1234 ạ. Các bạn hãy click vào nó. Một cái thôi, chuột trái và một cái chuột phải. Sau đó chọn Open With. Open With và các bạn chọn Notepad giúp mình nha. Đấy. Bỏ cái chữ Away đi. Ấn OK ạ. Và đây, nó đã hiện ra cho các bạn một số thông tin cơ bản về chiếc camera này. Đây, Elavit C6N này. Mật khẩu mình vừa tạo là ABCD1234 này. Cái đó không quan trọng lắm. Và đây, cái quan trọng nhất là đây. Chữ Elavit. F76188069. Thì cái này chính là cái mà để mình, cái SN để mình cài đặt camera nhé. Và một cái quan trọng nữa là một thông tin gồm có mấy chữ cái viết hoa đấy các bạn ạ. Đây các bạn thấy nhìn, bạn kéo đi thì nó toàn số chữ vớ vẩn thôi. Thì cái mình cần nó sẽ dễ tìm hơn. Đây các bạn ạ. Chữ DGT XTG chính là cái mã hóa hình ảnh, cái mã hóa camera để mình có thể cài đặt được chiếc camera này. Các bạn hãy ghi hai cái thông tin này xuống nhé. Đấy, ghi hai thông tin của camera của bạn chứ không phải ghi cái thông tin của camera của mình đâu nhé. Không phải ghi thông tin của video của mình đâu nhé các bạn. Đấy, để mình có thể cài đặt được chiếc camera này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt lại chiếc camera này khi mình đã có những thông tin cần thiết. Ok. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cài cái camera này vào điện thoại của bạn nhé. Mà không cần lên mã QR nữa. Thì các bạn để ý thấy cái chữ mà đấy,
F761 đấy không? Đấy, F761-8809 đấy. Nó chính là cái mã SN mà mình cần cài. Thì các bạn hãy bật ứng dụng EZBit lên. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Ứng dụng EZBit bật lên ạ. Đăng nhập vân tay. Đấy, ở đây các bạn có thể nhìn thấy dấu cộng. Dấu cộng bên góc trên góc phải màn hình đấy. Đấy các bạn ấn cái hình dấu cộng này. Xong các bạn chọn gắn thiết bị. Đó. Gắn thiết bị bạn chọn cái camera đầu tiên. Đấy, ở đây nó sẽ hiện lên mã QR để các bạn quét này. Nhưng mà vì mất mã QR rồi như vậy nên các bạn hãy ấn vào cái hình ô vuông. Đấy, cái hình ô vuông nhỏ bên trên góc phải màn hình đấy. Hình cái bút. Đấy, các bạn ấn rồi đấy. Đấy là Serino. Cái số này chính là cái F76 đấy ạ. Chữ F viết hoa nha. Ok. 76188. 76188. Ok nhá. 069. 069. Xong ấn OK. Đó, đã bật nguồn thiết bị. Kế tiếp khởi động. Đèn báo nhấp nháy màu xanh. Ở đây nếu mà cái camera của bạn đang có đèn báo nhấp nháy màu đỏ như thế này. Đấy. Thì các bạn hãy giữ nút reset nhé. Giữ nút reset một lúc cho nó thành đèn xanh. Đấy, các bạn đợi một tí cho nó khởi động lại. Khi nào đèn xanh là các bạn có thể cài đặt được. Vui lòng sử dụng Easyface app để có hình wifi cho thiết bị. Đèn lấy màu xanh chưa? Đó, các bạn thấy đèn đấy màu xanh rồi nhá. Thì ở đây như cài đặt bình thường thôi. Các bạn tích vào đây, xong ấn kế tiếp. Kế tiếp, đây là wifi. Các bạn hãy viết tên wifi, mật khẩu wifi các bạn. Và cái mã xác thực được viết in hoa. Thì các bạn có thể kéo nhá. Kéo cái này ra. Cái chữ mà 6 chữ cái viết hoa đấy các bạn. Đấy, DGXTG. Nó viết hoa, các bạn viết theo hoa theo nhé. D, C, X, T, G. Ok. 6 cái cơ mà, thiếu đâu rồi. D, C, T. Rồi, ok. Đó, vậy là mình cài điện thoại, cài camera một cách rất đơn giản thôi các bạn. Không có gì là khó khăn cả. Phòng ngoài sân, phòng đi. Kế tiếp. Vui lòng đợi. Đó, các bạn có thể thấy. Rất đơn giản. Như vậy đã kết nối tới wifi. Hướng dẫn video này đến đây coi như là đã xong rồi. Nếu mà các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào không? Nếu mà các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào mà không biết, không hiểu hay không làm được, các bạn hãy comment dưới video này. Mình sẽ trả lời các bạn và hướng dẫn các bạn làm được thì thôi. Ok các bạn, xin chào, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào ạ.